Tết Trung Thu ở các nước châu Á có gì thú vị? Tết Trung Thu là một dịp lễ ý nghĩa và được nhiều quốc gia tổ chức rình rang, không riêng gì Việt Nam. Hãy cùng khám phá xem người dân các nước châu Á ăn mừng ngày lễ này thế nào. 1. Việt Nam. Trẻ em là nhân vật chính mỗi dịp Trung Thu. Càng gần đến ngày rằm, đường phố càng bày bán nhiều đèn lồng, đồ chơi và bánh kẹo để phục vụ các khách hàng nhí. Đường phố được trang hoàng rực rỡ với những chiếc đèn lồng, đèn ông sao sáng lấp lánh. Mâm cỗ cũng thường tràn đầy màu sắc nhờ bưởi hồng và bánh Trung Thu. Cả nhà sẽ quây quần cùng ngắm trăng, rước đèn và phá cỗ. Nhiều nơi còn có hẳn đội múa lân biểu diễn góp vui. Trong ngày này, người ta có tục đeo mặt nạ để xua đuổi linh hồn một con hổ dữ có âm mưu nuốt chửng trăng tròn, gây ra nguyệt thực. 2. Hàn Quốc, còn gọi là lễ Chuse. Tết Trung Thu là một trong những ngày lễ lớn nhất ở Hàn Quốc. Vào dịp này, người dân được nghỉ làm tận 3 ngày để sum vầy cùng người thân về quê viếng mộ tổ tiên. Trên mâm cúng tổ bao giờ cũng tràn đầy những món ăn đủ các sắc, hương vị. Người Hàn Quốc rất chuộng các món truyền thống ngày Trung Thu như bánh gạo nếp ngọt hình bán nguyệt, bánh trứng chiên gọi là jeon, thịt viên áp chảo, bánh đậu xanh và rượu gạo. Họ thường tặng nhau những món quà ý nghĩa và tốt cho sức khỏe như thịt bò, dầu ăn, hoa quả, nhân sâm. 3. Nhật Bản. Tại Nhật, lễ Trung Thu còn được gọi là Tsukimi. Các gia đình sẽ trang trí Suzuki, tức là cỏ lau, gần cửa sổ hướng về phía đông và bày mâm cúng cùng những thức quà theo mùa như khoai lang. Bạn còn nhớ câu chuyện về Thỏ Ngọc sống trên cung trăng không? Ở xứ sở hoa anh đào, người ta nói rằng Thỏ Ngọc cũng làm bánh gạo Tsukimi Zango để mừng lễ Trung Thu. Mọi người trong nhà sẽ hội tụ cùng nhau thưởng thức bánh gạo, uống trà hoặc sake và ngắm trăng. Ngoài ra, họ còn dùng các loại thức ăn phổ biến như hạt dẻ, mì kiều mạch, khoai môn và bí ngô. Singapore. Đối với người dân Singapore, Tết Trung Thu là thời điểm vàng để gửi lời chúc thân tình đến người thân và đối tác kinh doanh. Trong dịp này, họ thường tặng nhau bánh Trung Thu. Hoạt động phổ biến nhất trong lễ hội ở đảo Quốc Sư Tử là rước đèn lồng. Với lợi thế cảnh đẹp sẵn có, người Singapore không thể bỏ qua cơ hội thu hút thêm khách du lịch. Vài tuần trước khi lễ hội bắt đầu, những chiếc đèn nhiều hình thù sặc sỡ sẽ được trang trí ở nhiều nơi trên đảo. Bánh Trung Thu ở Singapore có hương vị khá đặc biệt so với bánh một số nước ở khu vực châu Á. Phổ biến nhất thường là bánh nhân sầu riêng. Tại Thái Lan, Tết Trung Thu ở Thái Lan được gọi là lễ cầu trăng, tổ chức vào đúng ngày 15 tháng 8 âm lịch. Theo truyền thuyết, vào ngày này, bát tiên sẽ mang đào tới cung trăng để chúc thọ Quan Âm. Do đó họ rất chuộng làm bánh hình quả đào. Trong đêm Trung Thu, tất cả mọi người đều tham gia lễ cúng trăng, ngồi quanh bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và bát tiên để cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với mình và người thân. Trong ngày này, người Thái cũng thường ăn bưởi và bánh nhân sầu riêng để mong được viên mãn sum vầy. Tại Malaysia, đoàn tụ cùng gia đình để ăn bánh, ngắm trăng và treo đèn lồng đã là phong tục bất biến của người Malaysia. Tại đất nước này, chịu ảnh hưởng rất nhiều từ văn hóa một số nước khu vực châu Á, nên Tết Trung Thu của Malaysia cũng khá tương đồng với đất nước của một số nước khu vực Đông Nam Á và khu vực châu Á. Trên đường phố xuất hiện các tiệm bánh Trung Thu dày đặc, đoàn múa lân, múa sư tử cũng diễu hành rộn ràng khắp nơi. Tại Philippines, ngày lễ đến gần, các phố của Philippines và khu dân cư tập trung nhiều người Philippines ở trên và rực rỡ sắc màu nhờ các biểu ngữ và đèn lồng sặc sỡ. Nhất là phố ở thủ đô Manila, các cửa hàng bánh Trung Thu mọc lên khắp nơi trên đường phố. Ngoài ra, họ còn tổ chức nhiều hoạt động giải trí thú vị như múa rồng, múa trong trang phục truyền thống, diễu hành với đèn lồng và xe ô tô.